Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, kênh Học Toán Online chia sẻ với các em đề thi giữa học kỳ 1, môn toán lớp 2, chương trình sách cánh diều. Các em nhớ đề thi này chỉ mang tính chất tham khảo, giúp các em rèn luyện và củng cố thêm kiến thức để chuẩn bị tốt cho bài thi sắp tới. Rồi, đề thi gồm 2 phần. Một là phần trắc nghiệm, khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, số thích hợp điền vào chỗ chấm của phép tính 14 trừ chấm 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 bằng 6 là A, B, C hay là D. Rồi, để biết đáp án nào là đáp án đúng, các em suy nghĩ thử xem là 14 trừ đi số nào thì bằng 6. Được chưa? Rồi, để việc học tập đạt kết quả tốt thì đối với mỗi bài, các em nên bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ trước. Sau khi đã tìm được đáp án, các em sẽ bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ giải bài toán này như thế nào? Các em suy nghĩ xem là 14 trừ đi mấy bằng 6. À, cách làm như sau. Muốn biết 14 trừ mấy bằng 6 thì trước hết là các em lấy 14 trừ đi 4. 14 trừ 4 bằng 10. Đúng không? 14 trừ 4 bằng 10. Vậy 10 trừ đi mấy bằng 6? À, 10 trừ đi 4 bằng 6. Vậy chúng ta thấy cả hai lần trừ là chúng ta đã trừ đi mấy? À, cả hai lần là chúng ta đã trừ đi 4 cộng 4 bằng 8. Vậy chúng ta kết luận là 14 đã trừ đi 8 và được kết quả bằng 6. Như vậy số thích hợp để chúng ta điền vào chỗ chấm này là số 8. Được chưa? Hoặc là các em có thể giải bài toán này theo cách thứ hai. Chúng ta có phép trừ. Thì số 14 trong phép trừ này chính là số bị trừ. Số 6 là hiệu. Và số mà chúng ta cần tìm là số trừ. Muốn tìm số trừ thì các em sẽ lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Tức là các em lấy số bị trừ đây là 14. Các em trừ đi hiệu tức là trừ đi 6. Số bị trừ là 14, trừ đi hiệu là trừ đi 6. Và chúng ta tính được kết quả bằng 8. Vậy 8 đó chính là đáp án B. Được chưa? Như vậy là giải bài toán này thì có hai cách giải. Các em chọn cách nào phù hợp thì các em làm. Tiếp theo là các em sang câu 2. Số bé nhất có hai chữ số giống nhau và lớn hơn 40 là A, B, C hay là D. Rồi, thầy giáo gợi ý cho các em suy nghĩ này. Số có hai chữ số giống nhau là những số nào? À, số có hai chữ số giống nhau đó chính là số 11 này, 22 này, 33 này, vân vân, đúng không? Thì trong những số đó, các em tìm số bé nhất, nhưng phải thỏa mãn điều kiện là lớn hơn 40 nha. Phải thỏa mãn điều kiện là lớn hơn 40. Được chưa? Rồi, bây giờ các em bấm tạm dừng video. Các em suy nghĩ và các em làm trước rồi tính nháp nha. Rồi, ở đây đáp án của em là gì? Số bé nhất có hai chữ số giống nhau và lớn hơn 40. Lớn hơn 40. Chúng ta có những số có hai chữ số giống nhau là 44. Lớn hơn 40 nha. Là 44. Số này có hai chữ số giống nhau này. 33 có được không? À, 33 không được.
Bởi vì 33 bé hơn 40. 44 này, 55 này, 66 này, 77 này, đúng không? Những số có hai chữ số giống nhau. 88 này, 99 này. Thì trong những số đó, số bé nhất là số nào? À, trong những số đó, số bé nhất là số 44. Số 44 đây chính là đáp án D. Vậy kem chọn đáp án D. Tiếp theo là kem sang câu 3. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 4 decimet trừ 20 cm bằng chấm 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 decimet. A, B, C hay là D? Rồi thầy giáo gợi ý cho các em bài này nha. 4 decimet trừ 20 cm. Ở đây là hai số đo có đơn vị đo khác nhau. Vậy muốn trừ được thì các em phải đổi về cho chúng cùng đơn vị đo nha. Và kết quả ở đây là decimet. Kết quả ở đây là decimet. Có nghĩa là những số đo này các em phải đưa hết ra decimet, các em phải đổi về decimet, được chưa? 4 decimet rồi, 20 cm thì các em phải đổi về decimet. Sau đó là các em mới trừ nha. Rồi bây giờ các em bấm tạm dừng video và các em làm trước. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ giải bài này như sau. Ở đây các em biết là 10 cm bằng 1 decimet. Vậy 20 cm thì bằng 2 decimet. 20 cm bằng 2 decimet. Như vậy là 4 decimet trừ đi 20 cm. Thì các em thay 20 cm bằng 2 decimet. 4 decimet trừ 2 decimet thì bằng, các em lấy 4 trừ 2 bằng 2. 2 decimet. Có nghĩa là số thích hợp các em điền vào chỗ chấm ở đây là số 2. Số 2, vậy các em chọn đáp án nào? À, các em chọn đáp án C. Rồi tiếp theo là các em sang câu 4. Mẹ cho Lan 9 chiếc bánh. Hỏi mẹ phải cho Lan mấy chiếc bánh nữa để Lan có 16 chiếc bánh? A, B, C hay là D? Mẹ cho Lan 9 chiếc bánh rồi này. Mẹ phải cho Lan mấy chiếc bánh nữa để Lan có 16 chiếc bánh? Có nghĩa là 9 cộng với mấy bằng 16. Đúng không? Các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ nha. Rồi ở đây, mẹ cho Lan 9 chiếc bánh, tức là Lan đã có 9 chiếc bánh rồi. Bây giờ mẹ phải cho Lan mấy chiếc bánh nữa để Lan có 16 chiếc bánh? Có nghĩa là 9 phải cộng với mấy để được kết quả bằng 16. Thì để giải bài toán này, chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là các em suy nghĩ xem là 9 cộng với mấy bằng 10. À, 9 cộng với 1 thì bằng 10. 10 cộng với mấy bằng 16? À, 10 cộng với 6 bằng 16. Vậy cả hai lần là 9 đã cộng với mấy? Cả hai lần thì 9 đã cộng với 1 cộng 6, đúng không? Cả hai lần là đã cộng với 1 cộng 6. 1 cộng 6 bằng 7. Có nghĩa là 9 cộng với 7 bằng 16. Được chưa? Tức là mẹ phải cho Lan 7 chiếc bánh nữa thì Lan mới có 16 chiếc bánh. Như vậy là các em chọn đáp án nào? À, 7 chiếc đó chính là đáp án C. Hoặc là các em có thể giải bài toán này theo cách thứ hai. Muốn biết 9 cộng mấy bằng 16 thì chúng ta phân tích phép tính này. Đây là phép cộng. 9 là số hạng. Dấu hỏi chấm này là số hạng. 16 là tổng.
muốn tìm dấu hỏi chấm này, tức là các em tìm số hạng. Mà muốn tìm số hạng thì các em nhớ cho thầy giáo công thức là số hạng bằng tổng trừ số hạng kia. Rồi các em ghi công thức này vào cho thầy giáo và các em học thuộc nhé. Số hạng bằng tổng trừ số hạng kia. Dấu hỏi chấm này là số hạng. Các em đang đi tìm dấu hỏi chấm. Vậy nó sẽ bằng tổng. Tổng ở đây là số nào? À, tổng ở đây là số 16. Trừ đi số hạng kia, tức là các em trừ đi số hạng còn lại. Các em đang tìm số hạng, dấu hỏi chấm. Bây giờ các em trừ đi số hạng còn lại, tức là các em trừ đi 9 này. Rồi 16 trừ 9. Phép trừ có nhớ trong phạm vi 20 là chúng ta đã được học rồi, đúng không? 16 trừ 9 bằng bao nhiêu? À, 16 trừ 9 bằng 7. Vậy đáp án chính là đáp án C. Tiếp theo là các em sang phần hai la mã tự luận. Câu 1, các em thực hiện các phép tính sau. Rồi ở đây các em cũng bấm tạm dừng video và các em thực hiện các phép tính này trước ra tính nháp. Sau đó là các em sẽ so sánh xem là mình làm đã đúng hay chưa nha. Có cần phải bổ sung thêm chỗ nào hay không. Rồi cụ thể qua bài này thì thầy giáo sẽ ôn lại cho các em phép trừ có nhớ trong phạm vi 20 và phép cộng có nhớ trong phạm vi 20. Trước hết là 13 trừ 9. 13 trừ 9 là phép trừ có nhớ trong phạm vi 20. Rồi 13 trừ 9 thì trước hết là các em nhẩm 13 trừ mấy bằng 10? À, 13 trừ 3 bằng 10. Vậy cái số 9 này các em phải tách ra thành 3 cộng với mấy? À, 3 cộng 6 mới bằng 9 đúng không? Vậy số 9 này các em tách ra thành 3 cộng với 6. Mục đích để các em lấy 13 trừ đi 3 bằng 10. Sau đó các em lấy 10, các em trừ đi cái số 6 còn lại này. Thì 10 trừ 6 các em dễ dàng nhẩm được là bằng 4. Vậy 13 trừ 9 bằng 4. Rất là dễ dàng, đúng không nào? Tiếp theo là 8 cộng 6. Thì đây là phép cộng có nhớ trong phạm vi 20. Chương trình sách kết nối tri thức với cuộc sống người ta gọi là phép cộng qua 10. Phép cộng qua 10 trong phạm vi 20. Và chúng ta gọi là phép cộng có nhớ trong phạm vi 20. Rồi 8 cộng 6. Thì trước hết là các em nhẩm xem là 8 cộng với mấy bằng 10? 8 cộng mấy bằng 10? À, 8 cộng 2 bằng 10. Vậy số 6 này các em sẽ tách ra thành 2 cộng mấy? À, 6 bằng 2 cộng 4. Các em tách ra để làm gì? Để mục đích các em lấy 8 cộng với 2 này bằng 10. Sau đó các em lấy 10 các em cộng với số 4 còn lại này. Thì có phải là 10 cộng 4 bằng 14. Đúng không? Rồi, 8 cộng 6 bằng 14. Tiếp theo là 86 trừ 6 cộng 12. Rồi các em nhớ nè, có nhiều phép tính như thế này thì chúng ta sẽ thực hiện lần lượt là từ bên trái sang bên phải. Từ bên trái sang bên phải, được chưa? Có nghĩa là các em lấy 86 trừ 6 trước. 86 mà trừ đi 6, trừ đi 6 đơn vị rồi thì chỉ còn lại là 80 thôi. 80 tức là 80. 80 các em cộng với số còn lại ở đây là 12. 80 cộng với 12, em nào tính quen rồi thì các em không cần đặt tính thì các em cũng có thể nhẩm được. Hàng đơn vị là 0 cộng 2 bằng 2. Hàng chục là 8 cộng 1 bằng 9. Như vậy kết quả bằng 92. Rồi, 8 cộng 2 cộng 40. Thì thứ tự là các em lấy 8 cộng 2 trước, đúng không? 8 cộng 2 trước bằng 10. 10 cộng tiếp với 40. 10 tức là 1 chục
40 tức là 40. 10 cộng với 40 thì bằng 50. Tức là 50. Rồi, đơn giản như vậy thôi. Rồi, kết quả bằng 50. Tiếp theo là phép tính 16 trừ 8 trừ 8. Thì theo thứ tự là các em thực hiện phép tính 16 trừ 8 trước. 16 trừ đi 6 bằng 10. Vậy 8 các em tách ra thành 6 cộng với V2. 16 trừ 6 bằng 10. 10 trừ tiếp đi 2 bằng 8. Như vậy là 16 trừ 8 bằng 8. Sau đó các em lấy 8 trừ tiếp đi 8 thì bằng 0. Được chưa? Tiếp theo là các em sang câu 2. Ở đây các em thực hiện phép so sánh kết quả của hai phép tính với nhau. A 12 trừ 9 so sánh với 12 trừ 7. Cách 1 là các em tính kết quả của mỗi phép tính này ra. Sau đó là các em so sánh hai số với nhau. Cách 2, chúng ta nhận thấy này, cả hai phép tính đều có số bị trừ là 12. Bây giờ không cần phải tính mà chúng ta vẫn so sánh được. Các em nhớ, trừ đi có nghĩa là cho đi. Cùng một số mà cho càng nhiều thì còn lại là càng ít. Đúng không? Cùng là số 12, cho đi càng nhiều thì còn lại càng ít. Ở đây cho đi 9, còn bên này là cho đi 7. Như vậy là cho đi 9 thì sẽ còn lại ít hơn so với là cho đi 7. Còn lại ít hơn có nghĩa là nhỏ hơn. Đúng không? Nhỏ hơn. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang câu B. 15 cộng 7 so sánh với 15 cộng 6. Cách 1 là các em thực hiện phép tính. Sau đó là các em so sánh hai kết quả với nhau. Cách 2, chúng ta có nhận xét hai phép tính này đều có một số hạng là 15. 15 cộng 7, 15 cộng 6. Ở đây các em hiểu cộng có nghĩa là thêm vào. Cùng là số 15 mà thêm vào càng nhiều thì kết quả càng lớn. 15 cộng 7, 15 cộng 6, 7 lớn hơn 6. Cho nên 15 cộng 7 chắc chắn là sẽ lớn hơn 15 cộng 6. Tiếp theo là các em sang câu C. 14 cộng 7 so sánh với 17 cộng 4. Cách 1 là các em thực hiện phép tính. Cách thứ 2, chúng ta có nhận xét hai phép tính này, số đơn vị của chúng là 4 cộng 7 và 7 cộng 4 là có kết quả bằng nhau, đúng không? Số trục là giống nhau rồi, đều bằng 1 rồi. Vậy chắc chắn là hai phép tính này sẽ có kết quả bằng nhau. Câu C, 16 cộng 8 so sánh với 17 cộng 9. Cách 1 là các em thực hiện phép tính. Cách 2, ta nhận thấy 16 bé hơn 17, 8 bé hơn 9. Cả hai số hạng của phép tính thứ nhất đều bé hơn cả hai số hạng của phép tính thứ hai. Cho nên chắc chắn là phép tính thứ nhất sẽ có kết quả là bé hơn kết quả của phép tính thứ hai. Tiếp theo các em sang câu B. Tính tổng của số lớn nhất có một chữ số và số liền trước số 7. Ở đây thầy giáo gợi ý cho các em nha. Tính tổng là phép cộng hay là phép trừ? À, tính tổng là phép cộng. Số lớn nhất có một chữ số là số nào? Số liền trước số 7 là số nào?
Trước hết là các em tìm hai số này. Sau khi tìm được thì các em cộng hai số với nhau. Được chưa? Rồi bây giờ các em bấm tạm dừng video và các em làm trước rồi thế nhé. Rồi trước hết là các em biết số lớn nhất có một chữ số là số 9 đúng không? Các em có thể đọc những số có một chữ số là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trong đó 9 là số lớn nhất. Như vậy là 9 là số lớn nhất có một chữ số. Số liền trước số 7 là số nào? À, muốn tìm số liền trước thì ta lấy số đó trừ đi một đơn vị. Tức là số liền trước của số 7 là 7 trừ 1 bằng 6. Số liền trước của số 7 là 6. Vậy tổng cần tìm là 9 cộng với 6. 9 cộng 6 bằng 15. Được chưa? Tiếp theo là các em sang câu 4. Mẹ mua cho Lan 16 quyển vở. Lan đã dùng hết 8 quyển. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu quyển vở? Rồi trước hết là các em đọc kỹ nội dung bài toán này. Sau đó là chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán này. Các em nhớ là khi phân tích thì chúng ta sẽ phân tích xem là đây là bài toán liên quan đến phép cộng hay là phép trừ. Được chưa? Bài toán liên quan đến phép cộng thì trong bài toán có những từ là dài hơn, cao hơn, nhiều hơn, hay là có cụm từ là có tất cả là bao nhiêu. Được chưa? Còn bài toán liên quan đến phép trừ là trong bài toán có những cụm từ như là ngắn hơn, ít hơn, thấp hơn, hay là còn lại là bao nhiêu. Rồi trước hết là các em để trình bày một bài toán có lời giải thì trước hết là các em viết câu trả lời. Để viết câu trả lời thì các em dựa vào câu hỏi của bài toán. Câu hỏi của bài toán thường là câu cuối cùng của bài toán và bắt đầu bằng từ hỏi. Thì như vậy câu hỏi của bài toán này là hỏi Lan còn lại bao nhiêu quyển vở. Để viết câu trả lời thì các em sẽ bỏ từ hỏi đi. Từ bao nhiêu các em thay thế bằng từ số. Và các em viết thêm từ là ở cuối câu. Vậy chúng ta có câu trả lời là Lan còn lại số quyển vở là. Ở đây Lan có 16 quyển vở. Lan có 16 quyển vở. Lan đã dùng hết 8 quyển. Dùng hết có nghĩa là bớt đi, là trừ đi. Vậy các em lấy 16 trừ đi 8 thì chúng ta sẽ tính được số quyển vở còn lại của Lan. Và các em lưu ý này, những bài toán mà có những cụm từ như là ngắn hơn, ít hơn, thấp hơn, còn lại, vân vân, thì đây là những bài toán liên quan đến phép trừ. Ở đây người ta hỏi là Lan còn lại, đúng không? Lan còn lại. Như vậy là bài toán liên quan đến phép trừ. Cụ thể là các em lấy 16 trừ đi 8. 16 trừ 8 bằng bao nhiêu? Các em nhẩm xem kết quả bằng bao nhiêu? À, 16 trừ 8 bằng 8 quyển. Rồi, tiếp theo là các em đáp số này. 8 quyển vở. Đáp số thì các em viết cụ thể ra là 8 quyển vở. Được chưa? Tiếp theo là các em sang câu 5. Tùng có 16 viên bi. Có 16 viên bi. Mẹ mua cho Tùng thêm 9 viên bi. Hỏi Tùng có tất cả bao nhiêu viên bi. Rồi bài toán này thì các em sẽ suy nghĩ xem là đây là bài toán liên quan đến phép cộng hay là phép trừ. Và các em sẽ giải xem là kết quả bằng bao nhiêu. Thì các em comment ở bên dưới video cho thầy giáo biết nha. Thầy giáo gợi ý này. Bài toán mà có những cụm từ như là dài hơn, nhiều hơn, cao hơn, thêm hay là có tất cả là bài toán liên quan đến phép tính gì? Rồi, đến phép tính gì thì các em tự suy nghĩ nha. Được chưa? Các em tự suy nghĩ và các em làm bài. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để
theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.